Sao? Cái đó là cái gì đây? Cái gì? Cái địa chỉ này ai gửi cho con? Cái này là cái gì con đọc miệng như coi? From Michael B. Norden. Cool friend. Summer. San Antonio. 1 7 8 2 1 3 2 7 8 2 1 3 2 8 2 1 3 2 8 2 1 3 2 8 2 1 3 2 8 2 1 3 2 8 2 1 3 2 8 2 1 3 2 8 2 1 3 2 8 2 1 3 2 8 The Colony, Texas. Tao mở ui, xe. Chỗ đây. Nhưng mà mày kiếm cái chỗ cái đường khui nè. Đó, còn địa chỉ của bà Năm là chỗ nào? Đâu có địa chỉ bà Năm đâu. Mẹ, không có. Đâu? Bà nội đâu biết đọc đó. Cái nào của bà Năm? Cái dưới này của bà Năm hả? No, no, nó chữ Michael, ông Năm. Michael là ông Ông Năm tên Michael hả? Yeah. Lấy nhẹ từ 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 cái nó bay lên. Đó, đó, từ từ là nó lên nè. Thực lùi lại. Lái máy bay mà. Ôi. Cái tay nó mới buông cái control ra. Con không có chụp vô vậy là nó cắt đứt tay con đó. Đừng có chụp nha, nó đang bay là con không có chụp. Đó. Đó. Đứt tay nó nha. Chưa, chị Đình nó chưa. 3 2 1 go. Rồi, phải đếm. 1 2 3 2 1 go. Rồi. 3 2 1 go. Ui, đó, rồi, xong. Ui. Chị Đình biết chạy rồi. Nó cũng đập nha. Có chừng nó vô cái mặt cần coi mặt đó nha. Có chừng cái mặt con đó. Chị Đình nay biết mà bay máy bay rồi nữa ta. Hay quá. Mày chạy cũng đầm ha. Ui ôi ôi, gió dữ người ta. Khoái rồi, cười cái điệu khoái rồi. Coi chừng nha, nó trúng mặt đó nha. Gió dễ sợ luôn, coi vậy mà gió dễ sợ luôn, gió bay tấm nệ tấm ra luôn. Ghê không nè. Nhẹ. Coi chừng bà nội. Coi chừng bà nội vé lại. Vé lại chúng bà nội. Ôi coi chừng á. Ui hay quá, chút xíu nữa là ngay cuốn sách rồi. Nó cũng đập ha. Từ từ ha, con muốn nhích. Ờ, nhẹ nhẹ thôi.
coi chừng nha. Hay quá, chị Đình hay quá. Lên 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 lên. Ôi ôi gió luôn, công nhận dữ ta, gió bay cái tấm ra luôn nè. Ê đứt tay à, con mà đụng vô đó là nó quất đứt tay á, không có được thò tay giờ nữa nha. Đáp đi, đáp đáp xuống cái cuốn sách đó coi coi được không, coi ngay không, canh cho ngay nha, từ từ hả, không ngay mình cho nó lên chút, lên 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 đi, lên cũng được hả. Không phải, mình lên đặng mình chỉnh cho nó ngay lại cuốn sách. Hay quá ta, hay quá ta. Cái bài chốt đèn chuẩn bị bay về Việt Nam. Trừng trúng ông nội, trừng trúng ông nội. Con ngồi xuống. Xích ra, xích ra. Nhẹ thôi. Hay quá chứ Đình. Coi chừng nha, coi chừng nha, coi chừng á. Từ từ nha, từ từ. Cách làm sao ngay rồi hả xuống. Con đứng vào đây nè, coi chừng đồ chơi ở dưới nhà đó, đừng lo ngó chứ máy bay không. Rồi phải nhớ nhìn với cái chân nha. Canh sao cho ngay đó là canh nha. Ê ê chân, coi chân để nó trúng cái đàn nữa đó nha. Đó 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 đó. Hay quá chị Đình. Ôi ôi rồi 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 lên lên. Nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ thôi. Trả lại đi, trả lại. Hay quá. Ồ vậy ba giấy luôn. Rồi vậy mà nó cũng gió dữ ha. Hay quá, lên 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 lên. Lên lên. Lên. Ừ coi chừng trúng cái đèn rồi bể đèn á. Đáp đi, đáp làm sao ngay. Rồi đáp không ngay xong được. Chưa ready go. 1, 2, 3, 4.
rồi phải đếm. 1 2 3 1 rồi. 3 2 1 go. Mới viết bài vào đầu bài vậy. Đâu con làm bộ cái tay con làm bài làm sao rồi. Ồ, bay lặn qua lặn lại lên xuống vậy đó hả? Thôi mình đứng mình chẳng hãng ra cái ba bay ha. Con đứng con dơ cái chân này hả? Dơ chân gì? Con bay cho nó chơi rất mắt. Đứng lên, đứng lên. What? Đứng lên dơ chân ra. Đó, ba bay ngang qua ha. Ba sao bay chỗ cái cù vậy?